Anh em quý khách hàng của các bạn tiếp tục trở lại với kênh quán xe tải cũ của mình. Ngày mới kính chúc anh em quý khách hàng của các bạn sức khỏe và luôn có nhiều công trong việc cuộc sống. Ngày hôm nay là tiếp tục mang đến cho anh em một siêu phẩm với thương hiệu là Hyundai Tacoma HD65, một chiếc xe tải thùng kính nha anh em, có cửa hông, đời của nó là đời 2014 đó. Thùng của nhà máy, dòng này là do nhà máy Trường Hải lắp ráp và sản xuất. HD65 tải trọng cho phép chở hàng hóa là 1,6 tấn, thùng dài 4,5 m, chiều ngang là 1,980 m và chiều cao là 2 m. Khung sắt xe bao dày vô cứng, đời 2014, niên sử dụng đến 1139 nha nè. Khối lượng đồng bộ là 4,9 tấn, khối lượng mạnh hàng là 3,1 tấn. Đó, khối lượng phép chở hàng hóa là 1,6 tấn, nước sơn màu xanh. Động cơ của Hyundai với dung tích xi lanh của nó là 2,9 lít, công suất đạt 103 kW tầm tua 2009, máy dầu, máy cũng rất là khỏe, chạy cũng rất là sướng. Thùng này thùng một lớp thôi, lớp inox bên ngoài, một lớp inox hay thùng nhà máy, thùng do nhà máy Taco Trường Hải lắp ráp và sản xuất. Đời cao, xe zin đẹp, cụm đèn pha rất là sáng, lưới tiếng nhiệt rất là rộng. Đó, loại hát ghế bọc da ba chỗ ngồi rất là sang trọng, vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, máy lạnh đầy đủ nha anh em, hộp số 5 số tiến, một số lùi. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ lên xem xe, trải nghiệm mà lái thử, nếu có máy phù hợp thì hãy đem nó về giữ nhanh mình tải vận chuyển hóa của anh em nhé các bạn. Siêu phẩm đến từ Hàn Quốc đó, Taco Hyundai HD65 1,6 tấn thùng kính nha anh em. Xe đi được khoảng 340.000 km, nói chung là cũng tương đối thôi, đời sâu rồi, đời cũng cao, đời cũng lâu rồi, 2014 mà đó, cho nên đi như vậy thì cũng tương đối nha anh em. Vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng. Với mức giá ra đi em nói là 345 triệu, 345 triệu ra đi em Hyundai HD65 đời 2014 xịn sò như này, nhưng hàng sử dụng đến 1139, kính chỉnh điện khóa cửa trung tâm rất là đủ nha anh em, mà hứa trên xe đều rất là ổn, mua chỉ bị chạy thôi còn phải làm gì thêm, đăng kiểm vẫn còn nha anh em, còn tới tháng 5 2023 nữa đó, mua chỉ bị chạy thôi nha, không cần phải làm gì thêm, mọi thứ đều rất là ổn cho cái dòng xe này. Còn nếu em quan tâm cứ đến xem xe trải nghiệm lái thử. Đường kiếm mâm của cái xe là 16 inch nhỏ 7 inch đó, Hyundai, động cơ D4DB, động cơ của Hyundai, Hyundai chính hãng nha anh em, gia cơ rất là dễ sửa chữa và rất là dễ bảo trì, máy rất là khỏe, tiết kiệm nhiều. Cảm ơn anh em quý hàng đã theo dõi cái video này, xin chào hàng bạn nghe quý hàng các bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình, cảm ơn rất nhiều, xin chào hẹn gặp lại.